khổ hay vui đều do nghiệp Mỗi khi bạn nhìn vào một kết quả Có nguyên nhân đưa đến kết quả đó Và mỗi khi bạn nhìn vào một nguyên nhân Có hệ quả đến từ nguyên nhân đó Với một kết quả Có rất nhiều nguyên nhân Đưa đến kết quả đó, xác định tất cả những nguyên nhân đưa đến kết quả là điều bất khả thi. Nghiệp. Nghiệp. Karma là vấn đề thường gặp và rất quan trọng trong đạo Phật. Chữ Karma có nghĩa là hành động và đạo phật rất xem trọng vấn đề này nếu nhìn lại khởi đầu của vũ trụ khoa học cho rằng vũ trụ hình thành từ vụ nổ lớn big bang theo quan điểm của đạo phật vụ nổ lớn là một hành động nó cũng là một nghiệp và vũ trụ được hình thành từ đó nói chung đây là một chủ đề rất thâm sâu và cũng là tư tưởng chính của phật giáo luật nhân quả không những được nhìn nhận từ quan điểm của đạo phật mà còn theo quan điểm của khoa học chúng ta có thể tiếp cận vấn đề này theo quan điểm của đạo phật hoặc theo quan điểm của khoa học tuy nhiên đạo phật nói về nhân quả sâu sắc hơn trước khi bắt đầu chúng ta cần nhìn lại thời đức phật còn tại thế tôi nghĩ bạn đều biết câu chuyện này có một con voi điên Tấn công Đức Phật. Khi con voi điên sắp tấn công Phật, tất cả đệ tử của ngài, các vị tu sĩ đều sợ con voi điên đang lao về phía họ và họ đều bỏ chạy. Chỉ có một vị đệ tử không rời Đức Phật, vị ấy là thầy A Nan. A đa Lúc nào thầy A Nan cũng đi cùng với Phật. Tất cả những vị tu sĩ khác kể cả vị đệ tử xuất sắc nhất của Phật là Thầy Xá Lợi Phất, đều hoảng sợ và bỏ chạy. Tất cả đệ tử của Đức Phật, những người hết mực phụng sự Ngài, đột ngột, quên Phật khi thấy con voi điên lao đến họ. Chỉ có một vị đệ tử là Thầy A Nan không bỏ chạy mà vẫn ở lại với Ngài, ngay cả khi con voi điên đang tấn công. Sau khi Đức Phật đã thuần hóa được con voi điên tất cả đệ tử của Phật đều tụ hội lại bên Ngài. Các vị đệ tử hỏi Phật, chúng con đều luôn kề cận, hết mực phụng sự thế tôn và luôn nhớ đến Ngài. Nhưng trong tình huống đáng sợ, khi con voi điên tấn công, vì sao tất cả chúng con đều quên thế tôn và bỏ chạy? Chỉ duy nhất thầy A Nan không bỏ chạy mà vẫn ở lại với Ngài. Lúc đó, Đức Phật kể một câu chuyện Thầy A Nan không chỉ phụng sự tôi trong đời này, mà thầy ấy đã luôn kề cận tôi trong rất nhiều đời quá khứ. Nhiều kiếp trước, tôi đã sinh ra là một con thiên nga và lúc đó thầy A Nan cũng sinh ra là một con thiên nga. Có một nhóm thợ săn tấn công chúng tôi. Khi thợ săn tấn công, những con thiên nga khác đều chạy, tuy nhiên, thầy A Nan vẫn ở lại cùng với tôi. Với mọi sự kiện người ta thường hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao chuyện kia lại xảy ra, và Đức Phật thường kể nhiều câu chuyện tiền thân từ hàng trăm hàng ngàn năm trước về luật nhân quả để trả lời những câu hỏi về nguyên nhân mà người khác hỏi Ngài mỗi khi bạn nhìn vào một kết quả có nguyên nhân đưa đến kết quả đó và mỗi khi bạn nhìn vào một nguyên nhân có hệ quả đến từ nguyên nhân đó với một kết quả có rất nhiều nguyên nhân đưa đến kết quả đó xác định tất cả những nguyên nhân đưa đến kết quả là điều bất khả thi có một câu chuyện về một vị a la hán arhat vĩ đại một dịp nọ vị a la hán đang đi trên đường và ông ta trông thấy một sự việc rất lạ ông trông thấy một con quỷ đói ông hỏi con quỷ đói tại sao ông bị sinh thành quỷ đói và con quỷ kể về tất cả ác nghiệp mà nó đã gây tạo trong quá khứ vì những ác nghiệp đó mà con quỷ đói không thể thọ dụng bất cứ đồ ăn thức uống nào dù vị a la hán cũng đã bố thí thức ăn cho nó đây là câu chuyện về một vị a la hán đã xảy ra hàng ngàn năm trước bây giờ đến câu chuyện tôi từng trải nghiệm và kể ở trên tôi gặp hai người phụ nữ ở hai quốc gia khác nhau một người là một bà cụ khoảng 90 tuổi Người kia là một phụ nữ ngoài 30, bà cụ 90 tuổi, khá khỏe mạnh, bà ấy nói khá nhiều, ăn khỏe và còn trông coi bầy gia súc nữa. Người phụ nữ ngoài 30 đến gặp tôi và kể với tôi về khó khăn của cô ấy. Cô ấy mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Cô ấy nói, cô đến phòng tập thể hình mỗi ngày, chỉ ăn thực phẩm sạch và tập thể dục hàng ngày. Cô ấy hỏi tôi, vì sao cô lại mắc bệnh như vậy. Tôi nghĩ bà cụ có một bí quyết trường thọ nào đó. Tôi hỏi về chế độ ăn uống của bà cụ và người ta nói với tôi, bà là một người nghiện rượu và hút thuốc. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết bà ấy hút thuốc và uống rượu mà vẫn có thể sống khỏe ở độ tuổi 90. Người ta thường nói Người hút thuốc không bị lão hóa vì họ đều chết trẻ. Người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi, ăn thực phẩm sạch, đến phòng tập thể hình và tập thể dục mỗi ngày nhưng vẫn mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà cụ hút thuốc và uống rượu lại sống khỏe ở độ tuổi 90. Chuyện gì đang diễn ra trong hai tình huống này? Câu hỏi đó nảy sinh trong suy nghĩ của tôi nếu bạn đến bệnh viện và hỏi các bác sĩ bạn sẽ có một câu trả lời khác tuy nhiên câu trả lời đúng hay sai đó lại là vấn đề hoàn toàn khác khi nhìn vào hai tình huống này tôi đã có lời giải trong tâm đó chính là quy luật nhân quả đôi khi quy luật nghiệp và nhân quả vận hành theo cách rất buồn cười ở đây điều rõ ràng là để có đời sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ ta cần quan tâm đến một yếu tố khác chứ không chỉ đơn thuần duy trì chế độ ăn uống hay luyện tập thể chất ta cần có hiểu biết về luật nhân quả và nghiệp bốn đặc tính chung của nghiệp tác phẩm giải thoát trong lòng tay đề cập đến bốn đặc tính chung của nghiệp và nhân quả một cách nghiệp được ấn định hai nghiệp luôn tăng trưởng ba không lãnh quả nếu chưa tạo nghiệp và bốn nghiệp đã tạo không tự mất đi cách nghiệp được ấn định nói chung khi đã làm điều sai trái hoặc đã phạm ác nghiệp chắc chắn bạn sẽ nhận kết quả xấu và bạn sẽ nhận kết quả tốt đẹp từ một hành động đúng đắn nếu làm thiện hạnh thì bạn sẽ không phải đối mặt với hệ quả tiêu cực còn khi đã phạm ác hạnh thì bạn không thể nhận kết quả tích cực nghiệp được ấn định rõ ràng như thế nếu bạn hỏi những đứa trẻ học lớp 2 hoặc lớp 3, 2 cộng 2 bằng mấy? Và hỏi nhà bác học Albert Einstein câu hỏi tương tự, thì đáp án từ hai phía sẽ hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, Einstein cũng không thể đưa ra lời giải tốt hơn cho câu hỏi này. Đó là gì? Đáp án cho câu hỏi 2 cộng 2 bằng mấy? đã được ấn định. Quy luật của nghiệp cũng giống như lời giải trong toán học, chúng được ấn định khá chặt chẽ. Ví dụ, nếu gieo hạt táo thì bạn chỉ có thể có cây táo, nếu gieo hạt xoài thì bạn chỉ có thể có cây xoài, nếu gieo hạt táo thì bạn không thể nào có cây xoài. Nghiệp được ấn định như thế nào? Lấy ví dụ về hành vi sát sinh chẳng hạn như giết một con bò khi giết con bò ta tạo một ác nghiệp và ác nghiệp đó chuyển hóa thành một tập khí hay một dấu vết trong tâm ta tập khí sẽ tích tụ trong tâm chúng ta gọi nó là tập khí nghiệp sau đó những tập khí này sẽ mang lại những hệ quả tiêu cực vì vậy bạn nên cẩn thận khi hành động sai trái dù hành vi đó không rõ ràng nhưng nó sẽ chuyển thành tập khí trong tâm ta khi bạn tạo nghiệp chắc chắn hành động đó sẽ chuyển hóa thành tập khí trong tâm khi chúng ta chết tâm vẫn tiếp tục duy trì tập khí đó và nó sẽ được kích hoạt ở đời sau chính vì vậy đôi khi bạn đến một nơi mà mình chưa từng đến bạn vẫn có cảm giác mình đã đến nơi đó rồi lý do là bạn mang theo tập khí từ đời trước khi gặp một người mà bạn chưa từng gặp trước đây nhưng bạn vẫn có cảm giác mình đã biết họ rất lâu rồi đó là do tập khí từ đời trước khi một người chết và tái sinh ở đời sau tâm của họ sẽ tiếp tục lưu giữ tập khí và những tập khí này khi được kích hoạt sẽ làm cho vài ký ức của đời trước trỗi dậy nhiều người kể cho tôi nghe kinh nghiệm của họ khi ngủ họ có những giấc mơ lạ mà phần lớn không thể nào giải thích đó là những điều mà họ chưa từng trải qua theo quan điểm khoa học sigmund Freud một nhà tâm lý học nổi tiếng luôn cố chứng tỏ giấc mơ là điềm báo về tương lai tôi nghĩ ông ấy là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng ở thế kỷ thứ hai mươi ông đã viết quyển sách diễn giải giấc mơ The Interpretation of Dreams Sigmund Freud muốn chỉ ra mọi giấc mơ là điềm báo về tương lai tuy nhiên theo quan điểm phật giáo không phải mọi giấc mơ đều là điềm báo một vài giấc mơ do tập khí đến từ rất nhiều đời trước những tập khí này được kích hoạt khiến cho chúng ta thấy những điều lạ lùng mà không thể nào giải thích đạo phật cho rằng một số giấc mơ là hiệu ứng đến từ những đời trước vài giấc mơ là điềm báo tương lai vài giấc mơ chỉ là giấc mơ bình thường mọi hành động đều để lại tập khí trong tâm và tập khí này sẽ mang đến hệ quả tương ứng hệ quả này chính là sự phản ứng lại hành động mọi hành động đều có phản ứng trở lại điều này rất khoa học tương tự bản thân ác nghiệp là một hành động và nó kéo theo một phản ứng ngược lại chúng ta gọi phản ứng này là nghiệp báo bạn có thể đọc thêm tác phẩm giải thoát trong lòng tay trong đó đưa ra nhiều ví dụ về cách nghiệp được ấn định có một câu chuyện kể về một tu sĩ có chất giọng rất hay nhưng gương mặt lại rất xấu xí đức phật đã nói tu sĩ đó có giọng nói ngọt ngào vì trong quá khứ ông ta đã cúng giường chuông cho chùa tuy nhiên gương mặt của ông rất xấu xí vì ông đã hủy hoại tháp phật bạn có thể thấy rất rõ trong ví dụ này vì hành động hủy hoại tháp mà ông ta phải mang một gương mặt rất xấu và nhờ cúng giường chuông cho chùa mà ông ta có được giọng nói ngọt ngào Câu chuyện này được nhắc đến trong Giải thoát trong lòng tay. Đây là một mẫu chuyện cho thấy cách nghiệp được ấn định. Nói chung, nghiệp được ấn định rõ ràng. Ác nghiệp không thể mang đến hệ quả tích cực và thiện nghiệp không thể mang đến hệ quả tiêu cực. Nghiệp luôn tăng trưởng Khi ta tạo ác nghiệp và nếu không tịnh hóa thì ngày qua ngày những ác nghiệp này sẽ tăng trưởng cả thiện nghiệp và ác nghiệp đều sẽ tăng trưởng chứ không riêng gì ác nghiệp giải thoát trong lòng tay minh họa nghiệp luôn tăng trưởng thông qua ví dụ về sự phát triển của một hạt giống táo một khi hạt giống táo đã được gieo thì nó sẽ phát triển và nảy nở thành hàng ngàn quả táo thông thường mọi sự việc diễn ra đều là kết quả của nghiệp tuy nhiên nếu mọi thứ là kết quả của nghiệp thì cớ gì chúng ta phải làm việc tốt nữa bởi vì chuyện gì xảy đến thì chúng sẽ đến còn chuyện gì không đến thì sẽ không đến mọi thứ được ấn định bởi nghiệp chúng ta có thể làm được gì chúng ta như những người vô vọng chúng ta phải nhìn sâu hơn nữa vào nghiệp và nghiệp báo có hai loại nghiệp nghiệp cố định và nghiệp bất định đối với nghiệp cố định hệ quả của nó là không thể tránh khỏi chúng ta buộc phải đối mặt với nghiệp báo ví dụ khi bạn gieo một hạt táo xuống đất nhưng không tưới nước thì hạt giống đó chắc chắn không thể phát triển thành cây táo nghiệp cố định giống như vậy ta không thể tránh khỏi nghiệp báo mà buộc phải nhận lãnh kết quả chúng ta có thể thay đổi hệ quả của nghiệp bất định một vài sự việc trong tương lai là kết quả của nghiệp cố định mà ta không thể tránh khỏi tuy nhiên tương lai cũng chứa đựng rất nhiều điều không chắc chắn và ta vẫn có thể làm được nhiều điều chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai có rất nhiều khả năng mở có lẽ chỉ 40% các sự việc trong tương lai đã được cố định, còn 60% vẫn chưa cố định, và 60% chưa cố định này nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Có một câu chuyện về cuộc đời Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ được tuyên đoán rằng sẽ chết vào năm 7 tuổi, nhưng nếu Ngài xuất gia thì sẽ không bị yểu mạng ngài long thọ đã xuất gia và đã không chết lúc bảy tuổi tương tự ta có thể thay đổi nhiều nghiệp thực hành tịnh hóa ác nghiệp chính là tạo thêm thiện nghiệp để thay đổi ác nghiệp điều này cũng giống như ta không tưới nước cho hạt giống ác nghiệp vậy có phải tất cả sự việc diễn ra trong đời này đều là kết quả của nghiệp đời trước hay không bây giờ bạn phải xem xét hai loại nghiệp nghiệp của đời hiện tại và nghiệp của đời quá khứ đôi khi vấn đề này rất phức tạp khi nhìn vào cơ thể chúng ta thậm chí nếu ta tập thể dục rất tốt và ăn uống hợp lý thì cũng có lúc ta mắc những chứng bệnh mà y học không thể giải thích đó chính là hệ quả của nghiệp đời trước chúng ta cần phân biệt rõ ràng có nhiều chuyện không phải là kết quả của nghiệp đời trước mà do trong đời này chúng ta làm nhiều điều sai trái mặt khác chúng ta có thể thấy rõ có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính của chúng ta mà ta không thể giải thích được đôi lúc đó là kết quả của nghiệp đời trước không lãnh quả nếu chưa tạo nghiệp chúng ta phải làm rõ những điều kỳ lạ trong cuộc sống ví dụ như nhiều người vẫn sống sót trong các tai nạn nghiêm trọng nhưng nhiều người khác lại qua đời vì những sự cố nhỏ tôi từng gặp một người đàn ông có một vết nứt trên bàn chân ông ấy nói với tôi là ông bị rơi từ trên giường xuống đất trong lúc đang ngủ nên bị gãy chân điều đó thật lạ một số người ngã từ một hoặc hai tầng lầu xuống đất mà vẫn bình an vô sự như người đàn ông đó chỉ ngã từ trên giường xuống mà đã bị gãy chân nhiều sự việc như vậy diễn ra trong thực tế và đó là kết quả của nghiệp người nào không tạo nghiệp thì không phải kinh nghiệm kết quả tương ứng người nào không tạo nghiệp thì không phải nhận hệ quả xấu thậm chí khi gặp tai nạn khi chúng ta gặp điều gì tồi tệ điều đó có nghĩa là ta đã tạo nghiệp nào đó trong đời quá khứ hoặc đời hiện tại nhìn chung là như vậy tuy nhiên thực tế thì đôi khi rất khó nói đâu là điều tốt và đâu là điều xấu đôi khi chúng ta thấy một hoàn cảnh rất xấu nhưng nó lại có thể tốt. Chúng ta nhìn nhận một hoàn cảnh là bất thuận, nhưng thực tế thì đó có thể là thuận duyên. Khá khó để chúng ta xác định đâu là thuận lợi và đâu là bất thuận. Nghiệp đã tạo không tự mất đi. Nghiệp đã được tạo không tự nhiên biến mất thiện nghiệp và ác nghiệp đều không thể tự chúng biến mất nhưng ta có thể tịnh hóa ác nghiệp và cũng có thể hủy hoại thiện nghiệp khi đã tạo thiện nghiệp và chúng ta khởi sinh những ác niệm như thù hận nóng giận những cảm xúc này sẽ hủy hoại thiện nghiệp Ngược lại, dù đã tạo nhiều ác nghiệp, nhưng chúng ta có thể tịnh hóa chúng. Đây là điểm quan trọng. Khi ác nghiệp đã được giảm thiểu thì bất cứ khi nào tạo thiện nghiệp, chúng ta sẽ nhận được kết quả của thiện hạnh ngay lập tức. Đôi khi ta làm rất nhiều thiện nghiệp, nhưng không thể nhận kết quả tốt ngay lập tức gì. Ta mang ác nghiệp nặng nề. Ác nghiệp ngăn chặn thiện nghiệp trổ quả ngay tức thì điều quan trọng nhất ta cần hiểu là thiện nghiệp và ác nghiệp có công năng riêng của chúng khi chúng ta có quá nhiều ác nghiệp chúng sẽ hủy hoại thiện nghiệp và ngược lại đây là cơ chế vận hành chung của nghiệp nói chung khi phân tích bốn đặc tính chung của nghiệp và nhân quả chúng ta có thể thấy nghiệp vận hành như thế nào công năng và bản chất của nghiệp. Khi thành Phật thì ta sẽ hiểu toàn diện về nghiệp và luật nhân quả. Hiện tại rất khó để ta hiểu nghiệp và nhân quả một cách toàn diện. 10. Bất thiện nghiệp Đạo Phật chia hành động thành ba nhóm. Thiện nghiệp, hành động tốt bất thiện nghiệp ác nghiệp hành động xấu và vô ký nghiệp hành động trung tính không tốt cũng không xấu trong cả ba loại hành động này mỗi hành động đều có một phản ứng cùng loại như tôi đã nói mỗi hành động đều có một phản ứng ngược lại điều này rất khoa học hai loại hành động mà con người rất thường tiến hành là thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp hầu hết chúng ta đều thực hiện hai loại hành động này chúng ta cũng làm những việc trung tính những hành động trung tính hay vô ký nghiệp chỉ mang đến kết quả trung tính không tốt cũng không xấu còn thiện nghiệp mang đến kết quả tốt và ác nghiệp gây ra hậu quả xấu. Ác nghiệp hay bất thiện nghiệp là hành động khiến chúng sinh khác tổn thương. Có 10 ác nghiệp và đây là những hành vi tồi tệ nhất mà ta vẫn luôn phạm phải mỗi ngày. Trong 10 ác nghiệp, bạn cần phân biệt 3 ác nghiệp của thân thể. Thân nghiệp, 4 ác nghiệp của lời nói, khẩu nghiệp, và ba ác nghiệp của tâm ý, ý nghiệp. Thân nghiệp gồm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nghiệp gồm nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm và ý nghiệp gồm tham, ác tâm và tà kiến. Thân nghiệp sát sinh tác nghiệp thứ nhất là sát sinh bạn phải từ bỏ sát sinh dù chỉ là giết những con thú rất nhỏ như côn trùng đôi lúc vấn đề này rất phức tạp nói về việc giết mũi mũi là loài gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người vậy chúng ta phải làm gì ta phải giết mũi hay từ bỏ việc giết mũi khi đối mặt với một vấn đề nhiều lúc chúng ta chỉ chăm chăm tìm cách giải quyết vấn đề đó nếu bạn chỉ tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của nó thì đôi lúc sẽ bị rơi vào vòng luẩn quẩn nói chung chúng ta cần tìm giải pháp cho nguyên nhân của vấn đề chứ không chỉ giải quyết bản thân vấn đề đó ở một nước nọ quốc dương đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vì số lượng rắn trong Dương Quốc gia tăng rất nhanh và chúng tấn công người dân, vua tìm cách giải quyết vấn đề và ngài thông báo: Người nào nộp một cái đầu rắn thì sẽ nhận được một đồng tiền vàng. Rất nhiều người giết rắn và mang đầu rắn đến nộp cho vua, tất cả họ đều nhận được tiền vàng. Ai nộp 10 cái đầu rắn thì được 10 đồng tiền vàng, vài tháng sau, vua nghĩ rằng số lượng rắn hổ mang và các loài rắn khác đã giảm, tuy nhiên, ngài phát hiện một sự việc rất lạ. Số lượng rắn không những không giảm mà còn tăng lên. Vua vô cùng sửng sốt. Dù dân chúng đã giết rất nhiều rắn nhưng số lượng rắn vẫn tăng. Vua phát hiện ra, khi ngài thông báo thưởng một đồng tiền vàng cho một cái đầu rắn người ta đã bắt đầu giết rắn và khi không còn rắn để giết nữa thì người ta lại chuyển sang nuôi rắn để dùng đầu rắn đổi lấy tiền vàng người ta mở trại nuôi rắn và số lượng rắn tăng lên tương tự đôi lúc chúng ta chỉ cố tìm giải pháp cho vấn đề trước mắt nhưng không tìm cách hóa giải nguyên nhân của vấn đề Trước khi giết mũi để phòng bệnh, ta cần tìm hiểu nguyên nhân khiến mũi sinh sôi. Mũi sinh sôi vì ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Hiện tại chúng ta không tìm nguyên nhân của vấn đề. Nhằm nhắc nhở chúng ta tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân của mọi vấn đề, Đức Phật đã dạy tập đế, tức sự thật về nguồn gốc của khổ. Tôi thấy 80% số người đập mũi chỉ đập mũi sau khi đã bị mũi đốt khi phát hiện mình đã bị mũi đốt thì họ đập mũi nhưng nếu con mũi đó mang mầm bệnh thì nó đã truyền bệnh vào máu rồi nếu con mũi đã truyền mầm bệnh vào máu thì giết chết nó có lợi ích gì một dịp nọ tôi đến giảng ở một nơi đang có dịch sốt rét lan rộng ở đài loan khi tôi đến đó họ đề nghị tôi bôi kem chống mũi lên da Chúng ta có thể làm rất nhiều cách mà không cần giết mũi. Đức Phật đã dạy, không sát sinh vì sát sinh là một ác nghiệp, nó sẽ mang đến hệ quả tiêu cực là khiến chúng ta bị giảm thọ. Khi bạn cứu mạng người khác, điều đó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Vì sao sát sinh khiến ta bị giảm thọ? Chúng ta có minh chứng nào cho điều đó không? chúng ta sẽ phân tích điểm này một cách đơn giản khi giết động vật bạn làm giảm thọ mạng của chúng sinh khác bản thân việc làm chúng sinh khác giảm thọ chính là một hành động mỗi hành động đều có một phản ứng cùng loại bạn có biết định luật vật lý đó không mọi lực tác dụng đều có phản lực khi bạn giết động vật chính điều đó sẽ làm giảm tuổi thọ của bạn đây không phải là vấn đề về tôn giáo hay của riêng đạo phật đây là một định luật vật lý điều này được xem là một lý thuyết khoa học để chúng ta ứng dụng mọi hành động đều có một phản ứng cùng loại ở điểm này tôi rất ngưỡng mộ truyền thống văn hóa phóng sinh cá và các loài động vật của người việt nam đó là một nét văn hóa truyền thống rất tốt Quy luật về nghiệp nói rằng nếu bạn giết hại và làm người khác giảm thọ, thì bạn sẽ bị giảm thọ. Quy luật này không phải do Đức Phật ấn định, mà là một quy luật tự nhiên. Thế giới và vũ trụ này có rất nhiều quy luật tự nhiên, không do bất cứ ai thiết lập. Ví dụ, định luật dạng vật hấp dẫn là một quy luật tự nhiên, chứ không do con người ấn định khi vũ trụ được khởi tạo quả địa cầu tự nhiên có lực hấp dẫn tương tự quy luật về nghiệp đã tồn tại trước thời đức phật bạn đừng nghĩ rằng quy luật về nghiệp chỉ bắt đầu sau khi đức phật thuyết pháp hỏi sát sinh là ác nghiệp vậy ăn thịt có phải là ác nghiệp hay không Đáp. Hiện tại, tu sĩ Phật giáo thuộc truyền thống Thái Lan và Miến Điện, Myanmar vẫn dùng thịt, còn truyền thống Trung Hoa thì không. Trong truyền thống Tây Tạng, nhiều tu sĩ ăn chay và cũng có nhiều tu sĩ vẫn ăn thịt. Vậy bên nào đúng và bên nào sai? Vấn đề này không đơn giản là trả lời đúng hay sai. Bạn hãy nhìn lại kinh điển của Đức Phật không phải kinh điển tạng ngữ mà phải là kinh điển bằng tiếng Pali, ngôn ngữ của Đức Phật. Tạng kinh Pali ghi lại mọi sự kiện, Phật đã làm gì, ăn gì, tăng chúng làm gì, ăn gì, bên nào đúng, bên nào sai. Câu hỏi này không quan trọng, bên nào tốt, đây mới là câu hỏi quan trọng, không ăn thịt vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhiều người đã ăn chay suốt thời gian dài, điều này rất tốt. Tuy nhiên câu hỏi ăn thịt đúng hay sai lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Để có câu trả lời, bạn phải nhìn lại kinh điển tiếng Pali, không ăn thịt và chỉ ăn thực vật rất tốt cho sức khỏe của bạn và cũng rất tốt đối với việc thực hành lòng bi mẫn. Tôi luôn khuyến khích mọi người bớt ăn thịt. Hỏi có sự khác nhau nào giữa việc con hổ ăn thịt và con người chúng ta sát sinh và ăn mặn không? Đáp Về vấn đề này, trước hết ta phải so sánh sự khác nhau giữa việc con hổ ăn thịt và con người ăn thịt. Thứ nhất, đâu là điểm khác biệt về cấu tạo sinh học giữa người và hổ loài hổ có nanh sắc và vuốt sắc. Chúng ta không có nanh sắc và vuốt sắc, điều đó có nghĩa là gì? Về cấu tạo sinh học, chúng ta không phải là loài ăn thịt. Nhưng hổ là loài ăn thịt, hãy nhìn vào nanh vuốt sắc nhọn của chúng. Thứ hai, hãy nhìn lại thuyết tiến hóa của Darwin. Trước khi tiến hóa thành người, chúng ta là loài vượn người bạn chấp nhận điểm này không dù bạn chấp nhận hay không cũng không có khác biệt lớn đó là khoa học và ngày nay thế giới đã thừa nhận điểm này nếu nhìn lại khởi thủy của loài người ta sẽ thấy con người tiến hóa từ loài vượn người nếu tìm hiểu về thức ăn của loài vượn người bạn sẽ thấy chúng chỉ ăn thực vật về cấu tạo sinh học chúng ta không phải là loài ăn thịt tuy nhiên về cấu tạo sinh học thì hổ là loài ăn thịt chúng không có sự lựa chọn loài hổ không thể nào ăn cỏ hổ cũng không thể ăn chuối hoặc trái cây tôi chưa từng nghe nói có con hổ nào ăn chuối cả tuy nhiên tôi biết và đã thấy rất nhiều người ăn chuối do đó chúng ta có thể lựa chọn còn loài hổ không có sự lựa chọn nào cả loài hổ ăn thịt theo bản năng của chúng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng loài hổ không bao giờ ăn thịt loài khác khi nó đã no bụng chỉ khi nào đói bụng thì loài hổ mới săn loài thú khác để ăn thịt tuy nhiên con người chúng ta thì no vẫn cứ ăn chúng ta ăn chỉ để xem món ăn có ngon hay không bạn có làm như vậy không nếu bạn cũng làm như vậy thì đó chính là khác biệt lớn nhất giữa người và hổ loài hổ giết hại loài khác vì chúng vô minh vì theo bản năng khi đói bụng con người chúng ta vẫn giết hại dù chúng ta có nhiều lựa chọn chúng ta sát sinh chỉ để được ăn ngon khi con người ăn thịt chỉ có thịt thôi thì không đủ bạn cần nhiều gia vị để làm thịt ngon hơn, chính vì vậy, hành vi sát sinh của loài người là ác nghiệp nặng hơn. Hành vi sát sinh của loài thú là một ác nghiệp rất nhẹ. Đó chính là điểm khác biệt lớn. Hỏi, sát sinh sẽ làm cho con vật chuyển sang kiếp tốt hơn thì sao? Tại sao người sát sinh lại mang ác nghiệp nếu như thời điểm đó con vật phải chết? Đáp. Đây là một câu hỏi rất hay, nghe như một câu hỏi triết học. Chúng ta phải nhìn vào điểm này từ góc nhìn rộng hơn. Có một câu nói của Đức Phật, nếu hiểu Phật pháp thì dù đang làm việc xấu, bạn có thể tịnh hóa và giảm thiểu ác nghiệp. Nếu không hiểu Phật pháp thì dù chỉ làm một việc xấu nhỏ bé, ác hạnh đó sẽ trở nên to lớn như tôi từng nói đôi khi bạn sát sinh vì hạnh phúc của bản thân có khi vì lợi ích của nhiều người khác khi bạn sát sinh vì lợi lạc của tất cả mọi người dù ác hạnh hiện hữu nhưng vẫn có chút thiện hạnh một hành động được xem là thiện hay ác tùy thuộc vào hệ quả của nó khi một hành động mang đến khổ đau hành động đó được xem là ác hạnh. Sát sinh khiến các loài thú rất đau khổ. Tôi sẽ kể một câu chuyện có thật về anh tôi. Khi đó, anh tôi vừa mới mua một con dê con từ một buổi lễ cúng Puja và mang nó về nhà. Mẹ tôi nói, mỗi lần anh tôi ra khỏi nhà, con dê con đều khóc thét lên. Dù cha mẹ tôi là người cho con dê ăn nhưng thái độ của con dê đối với cha mẹ tôi và đối với anh tôi hoàn toàn khác nhau dù con dê con đó là một con thú nhưng nó vẫn biết ai là người đã cứu mạng nó nếu con dê biết ai là người cứu mạng nó thì nó cũng sẽ biết ai là người gây tổn thương và sát hại nó do đó sát sinh khiến loài thú rất đau khổ và việc đó được xem là ác nghiệp Đức Phật từng nhiều lần kể về tiền thân của ngài, ở một đời quá khứ, tiền thân của Đức Phật là một thủy thủ, lúc đó trên tàu của người thủy thủ còn có 500 người khác và có một kẻ xấu âm mưu giết hết 500 người để cướp tài sản của họ. Khi người thủy thủ phát hiện ra âm mưu đó, ông ấy đã giết kẻ xấu để cứu mạng 500 người còn lại. Khi giết một người, người thủy thủ đã phạm một ác nghiệp, nhưng hành động cứu mạng 500 người là một thiện nghiệp to lớn. Trong nhập Bồ Tát hạnh, ngài Tịch Thiên Santideva đã nói: Nếu bạn cắt một ngón tay để cứu chín ngón tay còn lại, đó là hành động khôn ngoan. Nếu bạn cắt chín ngón tay để cứu một ngón tay, đó là hành động ngu xuẩn trong một trận dịch cúm da cầm bạn phải giết vài trăm con gà để cứu hàng trăm và hàng ngàn người vẫn có ác nghiệp do giết gà nhưng thiện nghiệp nhờ cứu người mạnh hơn ác nghiệp do giết gà giữa việc cứu mạng người và giữ mạng cho loài thú nếu bạn so sánh thì thiện nghiệp cứu người to lớn hơn rất nhiều khi bạn buộc phải giết thú để cứu mạng người thì trong hành động đó có cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp và thiện nghiệp mãnh liệt hơn tôi nghĩ chúng ta cần tìm một giải pháp tối ưu mà không phải giết động vật nếu không có một giải pháp tối ưu như thế thì đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy vô vọng đây cũng là điều bạn nên phân tích kỹ lưỡng để hiểu rõ